Thôi chết rồi. Sao vậy ta? Quấn hàm này ra mày biết không? Em không có bao giờ tâm sự gì. Từ khi sinh ra đến giờ con chưa. Đón xem chương trình Thiếu Niên Nói sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.